ta hệ thống có thể cụ hiện ngạ yếu thiêm ước đại hoàng thiên hệ thống, hoàng cổ thánh thể. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Tần quốc, ung thành vùng ngoại ô hồng phong lâm. Ung thành tứ đại đạo quán một trong hồng phong lâm đạo quán liền rơi xuống đất ở đây. Nơi này cổ mộc che trời, phóng nhãn đều là mấy người mới có thể ôm hết hồng phong cây già tối cao bất quá 89 mét hồng phong cây, ở chỗ này phần lớn là cao mấy chục trượng, hoa cái nửa đậy, phẳng phất từng chuôi che trời ô lớn ở đây đứng vững. Lại thêm hồng phong cây đặc hữu hỏa hồng diễm lệ chi sắc, nơi này phẳng phất là một mảnh lửa thế giới, cho người ta rất có thị giác rung động. Nơi xa, từng tòa giống như đao như kiếm sơn phong xuyên thẳng vân tiêu, chính muốn đem thương khung đều cho chọc ra một cái lỗ thủng. Mây mù nửa lồng phía dưới, những này sơn phong như huyền không phù đảo, làm cho người tựa như đi tới tiên gia thế giới. Chim bay vờn quanh, mây mù bốc hơi. Từng tiếng chim thú hót vang truyền đến, trong thoáng chốc nhưng lại cho người ta đi tới viễn cổ man hoang thời đại ảo giác. Nơi này thổ chất phì nhiêu, thảm thực vật rậm rạp, thêm nữa nước mưa phong phú. Nhìn thấy trước mắt, liền ngay cả phổ thông cỏ dại đều có chiều cao hơn một người vô số giang xuyên gọi không ra tên hoa dại tùy ý nở rộ, dẫn tới ong bướm lưu luyến quên về. Ngâm, một đạo bén nhọn tiếng ưng gáy vang lên, mây mù phía dưới quần sơn trong, có một đạo hào quang màu vàng vọt lên tận trời. Nó phảng phất một đạo hoàng kim thiểm điện, trong nháy mắt liền xông phá mây mù, thẳng tới dãy núi chi đỉnh nhìn xuống thương khung. Nhìn kỹ lại, kia rõ ràng là một con dương cánh 5-6 mét chi cự to lớn ưng loại phảng phất là trong truyền thuyết thần thoại kim xí đại bằng, nó thần uy lẫm liệt bay lượn thẳng lên ba ngàn dạm. Kỳ hốt rác lớn liệt nhật treo giữa không trung, dưới ánh mặt trời, cự ưng lợi chảo lấp lóe lạnh lẽo hàn mang. Cự ưng quanh quẩn trên không trung, nhìn xuống đại địa. Lại là một tiếng ưng gáy, cự ưng thân hình như điện, trong nháy mắt không có vào rậm rạp trong núi rừng lại bay lên thời điểm, dưới thân thể của nó móng vuốt phía trên, đã nhiều một cái hoàng nghiêu kích cỡ tương đương con mồi. Kia phẳng phất sắt thép đúc kim loại móng vuốt, trực tiếp đem con mồi thân thể xuyên thủng, tích huyết trường không, mặc cho kia hoàng nghiêu con mồi dẫy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi được. Con mẹ nó là cái gì kinh khủng thế giới, diều hâu không ăn gà, ăn con bê con loại này diều hâu ngay cả người đều có thể đi săn giang xuyên con mắt trừng lớn rung động nhìn một màn trước mắt tại hắn đờ đẫn ngắn ngủi mấy phút thời gian loại này to lớn loài chim hắn liền gặp được không hạ số lượng một bàn tay kiếp trước chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại nhìn thấy kinh khủng giống loài ở cái thế giới này lại là như thế phổ biến chi vật trong đầu cỗ thân thể này chỉ nhớ không lầm ta là thật đi tới một thế giới khác giang xuyên ngốc trệ tự lẩm bẩm giống giống ngoại trừ loại này phá vỡ nhận biết cự ưng bên ngoài trước mắt trong núi rừng càng là thỉnh thoảng đều có đinh tai nhức óc tiếng thú gào truyền ra giống như trước mắt trong núi rừng có vô số cự hình dã thú đang ngủ đông không không phải giống như mà là thật sự có căn cứ trí nhớ của đời trước hắn đã mấy lần tiến vào trước mắt trong núi rừng tiền thân từng tại bên trong nhìn thấy so thùng nước còn lớn hơn cự mãng, đem một gốc mấy người ôm hết đại thụ xoắn đớt. Nhìn thấy dài mấy mét lão hổ, một móng vuốt đem tủ quần áo lớn cự thạch đập nát. Càng là nhìn thấy một con lớn chừng bàn tay ếch xanh, một ngụm venom phun ra, đem một đầu tiếp cận nặng ngàn cân trâu rừng ăn mòn thành một đống bạch cốt kiếp trước địa cầu cái gọi là mãnh hổ hùng sư. Ở cái thế giới này chỉ có thể là dịu dàng ngoan ngoãn mèo con má nó, đây là một cái cùng loại kiếp trước trong huyễn tưởng man hoang huyền huyễn thế giới. Có so đỉnh núi còn lớn hơn hung thú, cũng có thể phá núi đoạn biển tu sĩ, thế giới này, cá thể ở giữa lực lượng hiện lên hai thái cực phân hóa. Cường giả nhưng phi thiên độn địa, mà kẻ yếu thậm chí ngủ ở nhà cảm giác đều có sinh mệnh nguy hiểm, một bên chỉnh lý thân thể ký ức, giang xuyên một bên nhịn không được nhà rãnh. Bất quá thần kỳ như vậy thế giới, không phải là mình đã từng chỗ hướng tới A, à, nhà rãnh đồng thời, Giang Xuyên cũng là cảm xúc bành trướng. Hoành đao lập mã uống địch máu, cầm kiếm hát vang bước trên mây tiêu. Thế giới như vậy cùng sinh hoạt, hắn kiếp trước nhìn văn học mạng lúc đã từng tâm thần chỉ hướng qua. Hắn kiếp trước thế giới có một câu nói như vậy. Mỗi một nam nhân trong lòng đều có một cái giấc mộng võ hiệp. Giang Xuyên cũng không ngoại lệ hắn không chỉ có giấc mộng võ hiệp còn có tiên hiệp mộng huyền huyễn mộng hắn từng huyễn tưởng mình trường sinh tiêu dao tung hoành chư thiên mà trước mắt thế giới không phải là dạng này một cái thế giới a à, vào thời khắc này giang xuyên biến xác căn cứ trong óc ký ức hắn trùng sinh cỗ thân thể này tư chất tu hành rất kém cỏi thậm chí có thể nói không có tại tu hành thế giới không có tư chất, mặc ngươi nỗ lực thiên đại cố gắng đều vô dụng, thậm chí khắc kim đều chưa hẳn có hiệu quả. Tư chất tu hành thấp thậm chí tương đương không có, cái này còn thế nào chơi, trước đó còn kích động giang xuyên, bị cái này một chậu nước lạnh tưới tỉnh, thậm chí còn có chút kinh hãi. Huyền huyễn thế giới mặc dù rất thích nhưng nếu là tự thân không có thực lực kia là tùy thời mạng nhỏ đều muốn chơi xong. Và URL bằng Windows. Location, Herep, Window, Puppy giờ tác bằng Window, Puppy giờ tác, Window, Puppy giờ tác, Push, Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, UAL, Hoàng Cổ Thánh Thể, ta muốn Diệp Thiên Đế Hoàng Cổ Thánh Thể A, nhục thân vô song, kim sắc bể khổ, tiên vương dị tượng, bể khổ loại kim liên, tay không tiếp đế binh nhớ tới xuyên qua trước khi trùng sinh ngay tại năm soát kinh điển văn học mạng giang xuyên càng nói càng kích động đắm chìm trong trở thành hoang cổ thánh thể bên trong hắn càng là phất tay một quyền đánh ra giang xuyên một mặt hướng tới hoang cổ thánh thể hoang cổ về sau trận chiến đầu tiên thể đại thành thời điểm trấn áp thiên hạ một vạn năm khiêu chiến đại đế ta nếu là có loại thể chất này thế giới này còn không mặc ta tung hoành bồng t tiếng vang truyền đến, giang xuyên nhe răng liệt răng, dưới sự kích động, hắn mắt mù một quyền đánh vào trước người một gốc hồng phong trên cây, đem nắm đấm của mình đều đánh ra máu tới. Ngay tại hắn kịch liệt đau nhức khó nhịn thời điểm, bên tai truyền đến dị dạng thanh âm ta hệ thống có thể cụ hiện ngạ yếu thiêm ước một phần trăm hoang cổ thánh thể cầu phiếu đề cử. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com Phảng phất qua vô tận xa xưa thời gian, giang xuyên một mực quan sát trong cơ thể biến hóa. Da thịt, gân cốt, thậm chí nhỏ bé nhất tế bào nội bộ đều phát sinh biến hóa. Lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt thời gian, trước mắt vô tận kim sắc quang mang biến mất, giang xuyên tỉnh đi qua. Giống như là làm đại bảo kiếm, hắn cảm thấy toàn thân trên dưới thông thấu sảng khoái, so trước đó dễ dàng không ít. Đây chính là hoang cổ thánh thể a? ta ngoại trừ cảm giác thân thể nhẹ nhõm một chút bên ngoài, cũng không có thay đổi đến cường đại, cẩn thận cảm ứng một lúc sau, Giang Xuyên thất vọng nói. Không chỉ tu vi không có tăng cường, trong cơ thể hắn nguyên lai sắp đạt tới huyết khí đệ nhất cảnh huyết khí dũng động huyết khí trực tiếp biến mất trở nên so trước đó còn không bằng. Vào thời khắc này, hai mắt tỏa sáng, một cái chỉ có giang xuyên thấy được khung chát bắn ra ngoài. Đại Hoàng Thiên Hệ Thống Túc Chủ giang xuyên tu vi người bình thường phấn đấu mục tiêu một hoang cổ thánh thể một phần trăm thể chất điểm không công pháp điểm không linh bảo điểm không giao diện rất đơn giản đơn giản đến ngoại trừ hắc bạch chi sắc bên ngoài không còn có cái khác sắc thái giang xuyên kích động ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống hoang cổ thánh thể một phần trăm phía trên Hoang cổ thánh thể chỉ đạt tới một phần trăm cũng không phải là hoàn toàn thể khó trách đối ta cơ hồ không có thay đổi. Bởi vì hoang cổ thánh thể nghịch thiên xuất hiện ở cái thế giới này đưa tới kinh lôi Giang Xuyên không có nghe được, bởi vậy hắn giờ phút này còn đắm chìm trong thế giới của mình ở trong, mà những cái kia chấn kinh lôi hấp dẫn người chạy ra cũng không để ý đến, ngẩn người Giang Xuyên kỳ thật cũng không đúng diệp thiên đế tại không có tu hành trước đó chính là hoang cổ thánh thể hoàn toàn thể nhưng hắn lực lượng cũng không có so với người bình thường mạnh bao nhiêu ta huyết khí tu vi rút lui hệ thống cho ta sáng tạo hoang cổ thánh thể đã là căn cứ ta đối hoang cổ thánh thể lý giải sáng tạo tình huống kia cũng hẳn là giống như diệp thiên đế Hoang cổ thánh thể tiềm lực to lớn, mỗi tăng lên một lần đều là người bình thường mấy chục lần tả hữu ta huyết khí tu vi rút lui rất bình thường. Hoang cổ thánh thể là tiềm lực to lớn, tiềm lực không phải là thực lực. Nghĩ tới chỗ này thời điểm giang xuyên lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi biến sắc. Thao, hoang cổ thánh thể là căn cứ ta đối hoang cổ thánh thể lý giải sáng tạo. Hoang cổ thánh thể là trí cường chiến thể không tệ, nhưng cùng lúc cũng là gặp đại đạo phỉ nhổ thể chất, con đường phía trước đoạn tuyệt, lại tên hoang cổ phế thể. Bên trong, Diệp Thiên Đế có thể đại đạo lại nối tiếp, chính là dựa vào Khương Thần Vương hao hết thần huyết mới tục tiếp đại đạo. Chính là có Khương Thần Vương tương trợ, Diệp Thiên Đế cũng là cửu tử nhất sinh mới thành công, còn rơi xuống vết thương đại đạo, cuối cùng dựa vào bất tử thần dược mới chữa trị vết thương đại đạo ở cái thế giới này giang xuyên cũng không cho rằng sẽ có một cái hảo tâm khương thần vương đến giúp hắn thao giang xuyên lần nữa trong lòng bạo nói tục lấy trước mắt hắn tu vi căn bản là tiếp xúc không đến đạo cấp độ còn không biết đại hoàng thiên hệ thống cụ hiện hoang cổ thánh thể có hay không đem cái này một tệ nạn cũng cụ hiện ra giang xuyên cũng không nghĩ tới mình tùy tiện hô to vài tiếng thế mà liền thật đem hoang cổ thánh thể cho đưa tới hắn cũng hoàn toàn chính xác trông mà thèm hoang cổ thánh thể nhưng nếu là sớm biết miệng linh như vậy giang xuyên tiệt sẽ không lựa chọn hoang cổ thánh thể cái gì tiên thiên thánh thể đạo thay hỗn độn thể đại la chi thể tiên thiên đạo thể hồng mông chi thể huyền hoàng chi thể những này cái kia không đều mạnh hơn hoang cổ thánh thể có thậm chí còn có thể một bước lên trời trở thành cường giả vô địch hệ thống, ta đập sai đơn đặt hàng, có thể sửa chữa sao, không có trả lời. Kỳ thật ta cũng cảm thấy trần trừ không tốt phấn đấu mục tiêu, há có thể nói là nên liền đổi, giang xuyên mặt của ngươi làm sao đen như vậy. Một đạo không hiểu thấu kinh lôi, chẳng lẽ đưa ngươi gan dọa phá. Cho dù thật sự là đại yêu thành tinh tại độ kiếp, đáng kinh ngạc lôi chỉ vang một tiếng, lường trước đại yêu đã bị lôi kiếp đánh chết, có cái gì tốt e ngại có người phát hiện giang xuyên dị dạng không khỏi điều khàn hoàn toàn kế thừa cỗ thân thể này ký ức giang xuyên trong nháy mắt liền biết người nói chuyện là ai dư tài người này xem như hắn tại hồng phong lâm đạo quán duy nhất được xưng tụng là bằng hữu người cũng chỉ có người bạn này mới có thể tại xuất hiện xét đánh lúc trời trong loại này chuyện lạ thời điểm còn có thể đem lực chú ý đặt ở trên người hắn ai nói cho ngươi mặt đen liền nhất định là bị sợ mất mật rồi cái gì kinh lôi ta căn bản cũng không có nghe được giang xuyên trong lòng đối dư tài nhà rãnh tạm thời vứt bỏ đối hoang cổ thánh thể tệ nạn lo lắng ngay tại hắn muốn phản bác thời điểm chỉ nghe được dư tài lần nữa kinh hô a à, huyết khí của ngươi rút lui một tiếng này kêu sợ hãi rốt cục lệnh những cái kia nghiêng nhìn nơi xa hồng phong sơn mạch người ánh mắt rơi vào giang xuyên trên thân giang xuyên mặt thật đen lại bởi vì trở thành một phần trăm hoang cổ thánh thể dẫn đến huyết khí trở lại người bình thường trình độ sự tình hắn không muốn để người chú ý nhưng dư tài cái miệng rộng này sợ tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra dư tài ngữ khí hơi ngưng trọng nói mới vừa vạn ngâm tắm thuốc cho dù tư chất ngươi thấp kém không gia tăng huyết khí coi như xong sao còn rút lui Ung Thành có tứ đại đạo quán, chính là Ung Thành tất cả khát vọng đạp vào con đường tu hành người muốn vào nhất nhập địa phương. Ngoại trừ là bởi vì đạo quán bên trong có kinh nghiệm lão đạo giáo viên chỉ điểm tu hành tích lũy huyết khí chi pháp. Một nguyên nhân khác chính là chỗ này thỉnh thoảng đều sẽ cho học viên tiến hành một lần tắm thuốc, trợ giúp học viên nhanh chóng gia tăng huyết khí, cường tráng thể phách cân cốt. Và URL bằng Windows, Location. Herep Window, Puppy Giờ Tác bằng Window, Puppy Giờ Tác Window, Puppy Giờ Tác, Push Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL, mà Giang Xuyên giờ phút này chỗ chính là tứ đại đạo quán một trong Hồng Phong Lâm đạo quán. Hắn là Hồng Phong Lâm đạo quán học viên. Tại Giang Xuyên xuyên qua mà trước khi đến, hắn tiền thân thì đang ở tiến hành tắm thuốc, gia tăng huyết khí cái này vốn là quan tâm nhưng nghe tại giang xuyên trong tay hắn lại sinh ra một loại một bàn tay cho dư tài hô quá khứ xúc động Từ chất thấp kém là vẻ vang sự tình a à, có cần phải đề điểm ra nhưng mà còn không đợi giang xuyên nói chuyện dư tài rồi nói tiếp đúng rồi ta nhớ được vừa rồi cua tắm thuốc thời điểm ngươi ngủ thiếp đi chẳng lẽ là bởi vì ngươi không có vận công hấp thu dẫn đến dược lực cùng huyết khí của ngươi tương xung tạo thành Cua qua tắm thuốc đều biết đang tiến hành tắm thuốc thời điểm sẽ có một cỗ táo bạo lực lượng tại thể nội sông ngang sông thẳng. Lại thời điểm này nếu là không vận công chống cự cùng hấp thu sẽ đối thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Mà trước đó cùng Giang Xuyên cùng ở tại một cái phòng cua tắm thuốc dư tài phát hiện Giang Xuyên thế mà tại cua tắm thuốc thời điểm ngủ thiếp đi kỳ thật cũng là bởi vì giấc ngủ này ở địa cầu ngủ Giang Xuyên tại cái thế giới thần kỳ này tỉnh lại phảng phất là phụ thể trùng sinh lại hình như là thức tỉnh ở kiếp trước ký ức điệp mộng trang chu vẫn là trang chu mộng điệp giang xuyên hiện tại vẫn là mộng ừm cũng không đúng lắm mồm dư tài như là bên trên thang súng máy lần nữa líu lo không ngừng giang xuyên tại hồng phong lâm đạo quán chỉ có dư tài người bạn này là bởi vì hắn tư chất cùng xuất sinh đều không tốt bị người xem thường những người khác không muốn cùng hắn kết giao mà dư tài chỉ có giang xuyên một người bạn như vậy, cũng là bởi vì miệng của hắn nát. Cái dám lớn một chút sự tình, hắn quả thực là có thể miệng lưỡi lưu loát nói lên mấy canh giờ. Loại này tính tình, không có mấy người chịu được. Ta hệ thống có thể cụ hiện ngạ yếu thiêm ước huyết khí như lô thương mang phúc địa cầu phiếu đề cử. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Giang xuyên xuất thân rất thấp, nói là lớp người quê mùa đều cất nhắc hắn tại hơn một năm trước kia, vẫn là cái ăn bữa trước không có bữa sau cô nhi. Loại thân phận này, ăn cơm đều khó khăn, chớ nói chi là tiến vào hồng phong lâm đạo quán loại này ung thành người người đánh vỡ đầu đều muốn tiến vào địa phương. Nhưng chuyện thế gian này, họa phúc khó liệu. Giang Xuyên có cái sống nương tựa lẫn nhau đại ca tên là Giang Sơn hơn một năm trước kia hai người còn cùng nhau trong ung thành pha trộn vì sinh kế bôn ba phát sầu làm một trận trộm đạo sự tình nhưng đột nhiên có một ngày một cái khống chế thần hồng phi hành lão đầu đáp xuống hai người trước mặt lão nhân này tự xưng là tu hành phúc địa thương mang phúc địa trưởng lão lão nhân này hạ xuống liền hai mắt tỏa ánh sáng đối giang sơn chật chật tán thưởng miệng hô mầm tiên muốn thu làm đồ mang về thương mang phúc địa tu hành thương mang phúc địa chính là giang xuyên cùng giang sơn hai cái này tầng thấp nhất người đều nghe qua to lớn tên tại tần quốc một vùng quả thực là thần tiên chỗ cư trú cái gọi là người người hướng tới hồng phong lâm đạo quán cùng thương mang phúc địa so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới cầu thí không phải tốt như vậy sự tình giang sơn đương nhiên sẽ không cự tuyệt thương mang phúc địa, tại tần quốc cái này một chỗ giới kia là lừng lẫy nổi danh tu hành phúc địa, bên trong ở lại cũng có thể phi thiên độn địa đại năng nhân vật, huống chi là bên trong trưởng lão. Là lấy Giang Sơn bị thương mang phúc địa trưởng lão thu làm đệ tử sự tình, chấn động ung thành, tại toàn bộ ung thành lưu truyền rộng rãi. Làm Giang Sơn duy nhất đệ đệ Giang Xuyên, cũng đi theo gà chó lên trời không đợi giang sơn đi theo thương mang phúc địa trưởng lão rời đi có người đưa tới cho hắn trạch viện có người đưa tới tiền tài ung thành thành chủ tự mình đến bái phỏng càng là hứa hẹn giang xuyên một cái hồng phong lâm đạo quán học viên danh ngạch bởi vậy giang xuyên mới có tại hồng phong lâm đạo quán tu hành tư cách thoát khỏi cơ không no bụng quẫn bách cảnh giới kỳ thật cùng hồng phong lâm đạo quán những người khác so ra giang xuyên tư chất cũng không so người khác kém bao nhiêu nhưng tu hành việc này giảng cứu đạo pháp lữ tài những người khác tại đạo quán tu hành cua qua tắm thuốc sau khi về đến nhà còn có tăng thêm huyết khí thuốc bổ phục dụng mà giang xuyên trong nhà người khác không có khả năng bởi vì giang sơn sự tình liền đem hắn cúng bái hắn không có mua sắm tăng thêm huyết khí dược liệu tiền nhàn rỗi là lấy nhập học nửa năm sau những người khác đạt tới huyết khí dũng động trình độ hắn vẫn là quá sức cũng bởi vì có cái tiến vào phúc địa tu hành đại ca giang xuyên có không sợ lý mục lực lượng cũng không sợ lý mục trả thù lý mục cũng không dám trả thù hắn bởi vì ai cũng không biết giang xuyên đại ca giang sơn không biết ngày nào sẽ lấy cảnh giới gì cao thủ thân phận trở về mà hai người tại lý mục lần thứ nhất cắt xén giang xuyên tắm thuốc dược chấp giang xuyên đại náo hồng phong lâm đạo quán về sau ân oán liền kết Giang Xuyên khóe miệng hở ra, lúc này đối lý mục sạc trở về. Tiến đạo quán tu hành, ngươi còn sinh ra cảm giác yêu Việt tới. Có năng lực, ngươi đi phúc địa tu hành. giàu gì, người đi mi sơn đạo viện tu hành A, à, liền giang xuyên đối đạo quán lý giải, liền cùng tiền thế trường luyện thi không sai biệt lắm, cũng không tính chính thức tu hành địa phương tất cả cùng hắn cùng nhau tại hồng phong lâm đạo quán tu hành học viên đều là bởi vì không tiến vào được mi sơn đạo viện chạy đến hồng phong lâm đạo quán đến học bổ túc một năm để sang năm lần nữa ghi danh mi sơn đạo viện đây là một cái huyền huyễn tu hành thế giới có một tay liền có thể hủy thiên diệt địa đại năng giả dạng này một cái thế giới người bình thường không có khả năng thống trị một cái quốc gia mi sơn đạo viện chính là tần quốc chính thức thành lập chuyên môn tại ung thành phụ cận mấy thành bồi dưỡng tu sĩ địa phương hồng phong lâm đạo quán so sánh cùng nhau chỉ có thể coi là nhà tròi địa phương tại đạo quán tu hành chính là cái gì tư chất mặt hàng mọi người trong lòng đều rõ ràng điên lên ngay cả mình đều công kích liền hỏi ngươi có sợ hay không giang xuyên lời này vừa nói ra lý mục sắc mặt tái xanh không chỉ lý mục ở đây học viên sắc mặt cũng thay đổi câu nói này đem tất cả mọi người bao gồm đi vào mặc dù nói là sự thật nhưng cơ hồ đều đối giang xuyên nghiến răng nghiến lợi nhưng liền ngay cả lưng tựa lý ra lý mục đều chỉ có thể đối giang xuyên thả miệng pháo không dám động thủ bọn hắn lại có thể thế nào người lùn bên trong đương người cao gà mái bên trong đương đầu gà ngươi cho rằng ngươi là phượng hoàng rồi sỉ nhục từ ngươi tiến vào đạo quán vào cái ngày đó ngươi cũng đã là sỉ nhục ngươi lý mục sắc mặt khó coi hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ ngươi nếu như thế xem thường đạo quán làm sao còn tới đạo quán tu hành giang xuyên ngươi thật to gan tứ đại đạo quán chính là lúc trước thành chủ dẫn đầu thành lập mục đích là cho ta ung thành những cái kia tư chất không được nhưng lại có trí tu hành thanh niên tuấn kiệt một cái cơ hội Chính là công tại thiên thu hành động vĩ đại. Người xem thường đạo quán, chính là xem thường thành chủ đại nhân. Lý Mục trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới Giang Xuyên sẽ như thế công kích đạo quán, vừa vặn cho hắn chụp một đỉnh chụp mũ. Và URL bằng Windows. Location. Herep, Windows. Puppy giới tác bằng Windows. Puppy giới tác, Windows. Puppy giới tác. trăm Zonet. 7.254, X. BGSSP7254U UAL, Giang Xuyên cũng là sắc mặt biến hóa, vừa xuyên qua tới hắn, quên đi đây cũng không phải là kiếp trước cái kia ngôn luận tự do thế giới. Tùy tiện nói ra một câu cũng có thể dẫn đến ném đi mạng nhỏ. Các ngươi rất nhàn a, à, ra về vẫn chưa về nhà, ngay tại Giang Xuyên sắc mặt khó coi thời điểm, một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến thanh âm này không lớn, lại là phảng phất lôi đình gào thét, chấn động đến giang xuyên lỗ tai oanh minh không ngớt. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều là vẻ mặt biến đổi, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nương theo thanh âm, một cái sắc mặt hồng nhuận lão giả long hành hồ bộ đi tới. Lão giả này quanh người, còn quấn khiếp người huyết khí, phảng phất một cái cháy hừng hực hỏa lô, thiêu đến hắn quanh người không khí đều bắt đầu vặn vẹo cái này còn không chỉ, nơi hắn đi qua, bên chân cỏ dại phẳng phất tao ngộ mãnh liệt thiêu đốt đại hỏa, phiến lá bị thi xoay tròn. Hắn đi được cực chậm, nhưng lại như là một trận cuồng phong, khiến cho rơi trên mặt đất hồng phong lá cây hướng mấy bên cạnh quét sạch. Một cỗ nóng bức nhiệt độ không khí, trong nháy mắt bao phủ nơi đây, lệnh giang xuyên chờ học viên trên chán, lập tức ở giữa liền chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Giang xuyên rung động một màn này hắn ở bộ này thân thể trong trí nhớ đã từng tìm thấy được qua nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy trong lòng của hắn không bình tĩnh đây chính là đạt tới huyết khí như lô người a truyền thuyết trình độ này người tu hành nhưng cầm nã giao tượng xé xác mãnh hổ bọn hắn huyết khí như là hỏa lô thời khắc thiêu đốt chính là một tòa băng sơn đều có thể bằng vào huyết khí sinh sinh đốt hóa lý quán trưởng gặp qua quán trưởng người đến này chính là Hồng Phong Lâm đạo quán quán trưởng, Lý Huyền. Tất cả mọi người cúi đầu, đối Lý Huyền hành lễ, không dám có chút bất kính. Một cái năm học việc học sắp kết thúc, mi sơn đạo viện chiêu sinh sắp đến, làm sao? Các người đều có thi đậu mi sơn đạo viện nắm chắc sao? Có thời gian ở chỗ này xem náo nhiệt, không bằng đa hoa tâm nghĩ tại huyết khí trên tu hành, Lý Huyền đảo mắt một vòng, quát lớn còn không tất cả giải tán riêng phần mình về nhà rõ lý huyền đến mọi người ở đây đều tại tiếp nhận lớn lao áp lực không tiếp tục xem náo nhiệt tâm tư lý huyền một khi đã nói lập tức liền là chỉnh tề tiếng đáp lại tất cả mọi người như được đại xá vội vàng rời đi vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán giang xuyên cũng không ngoại lệ bởi vì trở thành một phần trăm hoang cổ thánh thể hắn huyết khí ngã về người bình thường trạng thái đối mặt huyết khí như lô lý huyền mang tới sóng nhiệt hắn càng là không chịu nổi hắn toàn bộ phía sau lưng tại cái này trong khoảnh khắc đã bị mồ hôi ướt nhẹp hắn cùng dư tài một đạo cũng là vội vàng rời đi hồng phong lâm đạo quán hướng ung thành phương hướng đi đến giang xuyên khóe mắt liếc qua lướt qua phát hiện lý mục còn đứng ở nguyên địa cũng không hề rời đi Lý quán trưởng người không tệ, làm người công chính, người cùng Lý mục đối nghịch, hắn thế mà không có thiên vị, cũng không có vì vậy đối ngươi chơi ngáng chân. Vừa rồi thế mà còn thay ngươi giải vây, vừa đi, dư tài cảm thán. Vừa rồi giang xuyên lời kia, thế nhưng là mười phần nguy hiểm, chăm chú truy cứu tới, ung thành thành chủ đều có thể trị giang xuyên một cái đại bất kính chi tội dư tài sở dĩ nói như vậy là bởi vì lý mục cùng hồng phong lâm đạo quán quán trưởng lý huyền cùng là ung thành người của lý gia đồng thời quan hệ còn rất gần lý mục gia gia cùng lý huyền là thân huynh đệ giang xuyên quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện lý mục cùng lý huyền thế mà đều đang nhìn bên này hắn không nói gì trở hơi đi xa giang xuyên lúc này mới nói người cái đầu óc heo, người ngoại trừ cái miệng này bức lầm bẩm bức lầm bẩm lợi hại, cái khác đều là một đống cất chó. Lý huyền lão già kia nếu là thật giống ngươi nói dạng này, liền sẽ không tùy ý lý mục tại đạo quán làm sằng làm bậy, cắt xén học viên khác tắm thuốc dược chấp. Hắn không dám giúp lý mục nhằm vào ta kia là kiêng kỵ ta cái kia tại thương mang phúc địa đại ca. Không có ta đại ca Giang Sơn, người nhìn hắn có còn hay không là bộ này sắc mặt ngươi mới là đầu óc heo, ta huyết khí tu vi cao hơn ngươi. Tư chất so ngươi tốt, dư tài phản bác. Giang xuyên thật muốn một thanh bóp chết dư tài, có thể hay không đừng lão sách tư chất việc này. Lão tử hiện tại là một phần trăm hoang cổ thánh thể, liền tư chất mà nói không biết vung ngươi cái này ngay cả mi sơn đạo viện đều vào không được người mấy con phố. Huống hồ, đây là ta lời này trọng điểm sao? giang xuyên không nói một lời không muốn để ý tới dư tài hắn vùi đầu đi nhanh bắt đầu nghiên cứu lên đại hoàng thiên hệ thống tới niệm niệm huynh là cầm vẫn là ngư nhà đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưm tại sao ta hệ thống có thể cụ hiện ngã yếu thiêm ước đạo tàng phúc địa đáng sợ cầu phiếu đề cử nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Thúc ra ra, ngài vừa rồi vì cái gì giúp Giang Xuyên cái kia dẫm nhằm cứt chó người hạ đẳng, tất cả mọi người rời đi về sau, Lý Mục không hiểu nhìn xem Lý Huyền. Người muốn cầm thành chủ làm vũ khí sử dụng, Lý Huyền ánh mắt thâm thúy, phẳng phất một thanh lưỡi dao đâm thẳng Lý Mục tâm thần, lệnh Lý Mục sắc mặt một trận tái nhợt. Không dám rảo biện, Lý Mục đối Lý Huyền gật đầu hồ đồ ta đây là tại cứu ngươi ngươi cho rằng thành chủ là người người đều có thể tính toán lý huyền trên mặt nộ khí lóe lên liền biến mất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối lý mục nói nhưng giang xuyên dựa vào đại ca hắn giang sơn xem thường hồng phong lâm đạo quán xem thường thành chủ đây là sự thật truy cứu xuống tới thành chủ đại nhân tuyệt đối sẽ lệnh giang xuyên chịu không nổi lý mục không phục nói truy cứu xuống tới Giang Xuyên có phải hay không chịu không nổi ta không xác định nhưng ngươi hẳn phải chết, Lý Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, Lý Mục Trừng to mát, thúc ra ra ý của ngài là thành chủ lại bởi vậy giận lây sang ta. Cái này sao có thể? Thành chủ Tu Vi đã mở ra đạo tàng, là chân chính tu sĩ, ta lý ra kiêng kỵ Giang Xuyên đại ca Giang Sơn, chẳng lẽ thành chủ cũng kiêng kỵ Giang Sơn? mở ra đạo tàng người tu hành đã được xưng tụng là cao nhân đắc đạo phi thiên độn địa đối bực này nhân vật mà nói chỉ là phổ thông thủ đoạn lý mục không tin nhân vật như vậy sẽ kiêng kỵ giang xuyên cái kia mới tiến vào phúc địa một năm không đến đại ca giang sơn huống chi ung thành thành chủ phía sau chính là thống trị mấy trăm triệu nhân khẩu tần quốc vũ lực cường thịnh lệnh xung quanh chư quốc không dám xâm phạm một bước thương mang phúc địa lại siêu nhiên, nhiều nhất cùng tần quốc ngang hàng. Người biết cái gì, ung thành đám người, đều coi là lúc trước thành chủ là đi bái phỏng thương mang phúc địa trưởng lão, là nhìn thương mang phúc địa trưởng lão mặt. Mới cho Giang Xuyên Hồng phong lâm đạo quán học viên danh ngạch. Trên thực tế, thành chủ căn bản cũng không có bái phỏng thương mang phúc địa trưởng lão tư cách lý mục không thể tin được thúc ra ra ý của ngài, thành chủ cũng nịnh bợ Giang Xuyên đại ca Giang Sơn, không tệ, Lý Huyền nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định Lý Mục. Huynh đệ các ngươi tỉ muội bên trong, ngươi mặc dù tư chất kém nhất, nhưng là đầu linh hoạt nhất. Bất quá kiến thức của ngươi vẫn là kém một chút. Bất luận cái gì được xưng là phúc địa địa phương, ít nhất đều là truyền thừa đã ngoài ngàn năm giáo phái. Phúc địa thủ đoạn, không thể tưởng tượng, nói tới chỗ này, Lý Hiên ngữ khí ngưng trọng lên. Người cho rằng Giang Sơn mới tiến vào Phúc Địa một năm không đến, khả năng không có cái gì hành động. Nhưng lấy Phúc Địa thủ đoạn thời khắc này Giang Sơn khả năng đều đã mở ra đạo tàng. Một năm a à đáng sợ như vậy người trẻ tuổi người muốn cầm thành chủ làm vũ khí sử dụng đi đối phó đệ đệ của hắn, người cảm thấy thành chủ biết người sẽ là hậu quả gì? Lý Mục một cái giật mình, phía sau lưng trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp hắn giờ phút này mới rõ ràng nhận thức đến phúc địa đáng sợ, nhận biết đến tiến vào phúc địa Giang Sơn, là cỡ nào nghịch thiên. Trước mắt hắn thúc ra ra Lý Huyền, lúc còn trẻ tư chất còn mạnh hơn hắn. Tu hành đến nay, đã có hơn 60 năm thời gian. Nhưng hơn 60 năm thời gian, khoảng cách mở ra đạo tàng vẫn là xa xa khó vời thụ này tư duy ảnh hưởng, hắn coi là Giang Sơn cho dù tiến vào phúc địa, muốn mở ra đạo tàng cũng muốn vài chục năm công phu. Đã mở ra đạo tàng ung thành thành chủ, căn bản không cần thiết kiêng kỵ Giang Sơn. Thúc ra ra người trước kia vì cái gì không nói cho ta những này, Lý Mục sợ hãi nói. Giang Sơn như thế nghịch thiên, không đến thời gian một năm liền có thể mở ra đạo tàng mình một mực cùng hắn thân đệ đệ Giang Xuyên đối nghịch chờ ngày nào Giang Sơn trở về còn không lột ra hắn. Sợ, Lý Huyền đối Lý Mục hỏi ngược lại. Lý Mục điên cuồng gật đầu. Thúc ra ra cứu ta, đây là ta đưa cho ngươi một bài học, hy vọng ngươi có thể ngã một lần khôn hơn một chút. Tư chất ngươi không được, không có ngoài ý muốn cả đời đều không có mở ra đạo tàng hy vọng như thế tình huống người ngoại trừ chuyên cần bên ngoài còn hẳn là nhiều đọc cổ tịch mở mang tầm mắt ít đùa nghịch một chút thủ đoạn muốn ở cái thế giới này sống yên phận ngoại trừ tu vi một cái khác chính là biết người nào có thể gây người nào không thể chọc lý mục tiếp tục gà con mổ thóc giang xuyên sự tình ngươi không cần lo lắng ngoài miệng cãi lộn vài câu chỉ cần ngươi nhớ lấy không ra tay với hắn mặc dù có một ngày đại ca hắn giang sơn trở về lấy giang sơn thân phận cũng sẽ không cần mệnh của ngươi, nghe được không sự tình, Lý Mục cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt lại là lại xuất hiện một tia không cam lòng cùng vẻ ghen ghét. Hắn Lý Mục là ai? Ung thành Lý gia trưởng tử trưởng tôn, ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên thiếu gia. Và URL bằng Windows. Location. Heret, Windows. Puppy giới tác bằng Windows. Puppy giới tác Windows. Puppy giới tác. Puss. Í, 7254 ít BGSSP7254U UAL, hắn lý ra mặc dù không phải ung thành đệ nhất gia tộc nhưng ở ung thành tuyệt đối xếp hàng đầu. Gia tộc tùy tiện một cái quyết định, tuyệt đối đều có thể lệnh ung thành chấn bên trên chấn động. Hắn làm lý gia trưởng tử trưởng tôn, tại toàn bộ ung thành tuyệt đối hoành hành không sợ. Ung thành thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ thành chủ chi tử, không ai dám tùy tiện liền đắc tội hắn. Điểm này, từ hắn tại Hồng Phong Lâm đạo quán tùy ý phân phối người khác tắm thuốc dược chấp sự tình còn không người dám có lời oán giận, liền có thể nhìn ra một hai. Lý Mục như thế xuôi gió, xuôi nước tùy ý mà vì, lúc đầu tư chất không được không thể trước tiên tiến vào Mi Sơn đạo viện đã làm hắn phi thường không thoải mái không nghĩ tới đi vào hồng phong lâm đạo quán về sau, còn bị giang xuyên như thế một cái dẫm nhằm cất chó lớp người quê mùa cưỡi tại trên đầu đi ị đi đái mà không thể động thủ. Loại này tao ngộ, nhìn trời sinh tự cho là cao quý hắn mà nói đơn giản không thể chịu đựng. Nếu không phải kiêng kỵ Giang Xuyên đại ca Giang Sơn, Giang Xuyên sợ là đã sớm phơi thay đầu đường bây giờ càng rõ ràng hơn nhận thức đến giang sơn đáng sợ hắn không cam lòng đồng thời lại là ghen ghét muốn chết tốt như vậy sự tình vì cái gì không rơi vào hắn loại này thiên sinh cao quý người trên đầu gặp lý mục dáng vẻ lý huyền trong lòng không đành lòng lần nữa nói ra ra ngươi bọn hắn sắp trở về rồi lý mục sững sờ không hiểu nhìn về phía lý huyền ra ra không phải đi hổ hạp thành thăm bạn a trở về thì trở về cùng lúc này nói sự tình có quan hệ gì ra ra ngươi sắp trở về rồi lúc này nói cho ngươi biết cũng không có cái gì ra ra ngươi lần này ra ngoài tên là thăm bạn kỳ thực là lặng lẽ mang theo đệ đệ ngươi muội muội bọn hắn đi thương mang phúc địa bái sư nếu là thiên phù hộ ta lý gia có thể có một hai cái trong nhà tử đệ lưu tại thương mang phúc địa bằng vào ta lý gia thế tục giao thiệp cùng tài nguyên dốc sức ủng hộ cho dù giang sơn sớm một năm tiến vào thương mang phúc địa cũng có thể nhanh chóng đuổi kịp hắn đến lúc đó không cần lại cố kỵ giang sơn nói đến đây lý huyền ánh mắt lóe lên một đạo lệ mang ta người của Lý Gia, cũng không phải tốt như vậy đắc tội, Lý Huyền tu hành đến nay, cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, cũng không phải dư tài miệng bên trong công bằng công chính người tốt. Hắn không giúp Lý Mục đối phó Giang Xuyên, kia là kiêng kỵ Giang Sơn trở về thanh toán. Lý Mục cùng Giang Xuyên lẫn nhau nhằm vào kia là giữa những người tuổi trẻ trẻ tuổi nóng tính sự tình. Giang Sơn trở về, cũng không tiện đối Lý Mục động thủ nhưng nếu là không có Giang Sơn cái này uy hiếp, lý gia trưởng tử trưởng tôn mặt mũi, vẫn là phải tìm trở về. Tốt, nghe đến đó, Lý Mục nhịn không được chợt quát một tiếng. Hắn liền kỳ quấy, ra ra cho dù đi hổ hạp thành thăm bạn, cũng muốn không được nhiều thời giờ như vậy, càng không cần đến mang theo bốn năm cái niên kỷ so với hắn còn nhỏ đệ đệ muội muội tùy hành. Lại nguyên lai, là lặng lẽ đi thương mang phúc địa bái sư lặng lẽ đi thương mang phúc địa bái sư việc này lý mục không có gì lạ lý ra tại ung thành phong quang nhưng không có nghĩa là liền không có địch nhân chỉ là lợi ích không đủ không ai biểu hiện ra ngoài thôi lý ra nếu là muốn xuất hiện một cái bái nhập phúc địa đệ tử tuyệt đối có người muốn nhảy ra ngăn cản dở trò xấu thậm chí nửa đường chặn giết yến nhi chỉ tu hành nửa năm liền huyết khí phí đằng đạt tới sắp huyết khí như lô trình độ nàng tư chất như thế những người khác có thể hay không lưu tại thương mang phúc địa không nhất định nhưng yến nhi nhất định có thể yến nhi sự tình trong nhà vẫn giấu kín không nói nguyên lai là dự định để nàng bái tiến phúc địa tu hành lý mục thay đổi trước đó không cam lòng cùng ghen ghét ngữ khí không nói ra được hưng phấn người đừng cao hứng quá sớm phúc địa thu đồ tiêu chuẩn ai cũng không biết tại sự tình không có kết luận trước đó ngươi tuyệt đối đừng lại gây giang xuyên lấy thân phận của ngươi cùng hắn tranh luận chính là thắng ngươi cũng là bên thua sẽ chỉ mất đi mình mặt mũi ngươi nhớ kỹ không động thì thôi động thì một kích tiệt sát lý huyền rất cẩn thận đối lý mục dặn dò ta đã biết thúc ra ra lý mục đáp ngươi trở về đi lý huyền đối lý mục phất tay ngài không cùng ta cùng nhau về nhà a à lý mục ngạc nhiên nói lý huyền tuy là hồng phong lâm đạo quán quán trưởng nhưng cũng không ở chỗ này ở lại mỗi ngày việc học kết thúc vẫn là trở lại ung thành lý ra nghỉ ngơi ta còn có việc xử lý ngươi về trước đi tốt lý mục không có hỏi nhiều rất nhanh quay người hướng ung thành đi đến giang xuyên ngươi chờ bổn thiếu ra rất nhanh ta liền sẽ để ngươi biết lớp người quê mùa cho dù gặp vận may cũng vĩnh viễn vẫn là lớp người quê mùa ta hệ thống có thể cụ hiện ngã yếu thiêm ước có trí giả sự tình lại thành cự đại thế giới cầu phiếu đề cử nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com lý mục rời đi không lâu liền có một nhóm năm người đi tới hồng phong lâm đạo quán trực tiếp tìm tới lý huyền năm người này bên ngoài cơ thể đều bành trướng lấy như là hỏa diễm huyết khí không có một cái nào khí thế thấp hơn lý huyền cái này rõ ràng là năm cái huyết khí như lô trở lên cao thủ nhìn thấy mấy người lý huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phẳng phất đã sớm dự liệu được những người này sẽ đến lý huyền gặp qua trương sư lý huyền bước nhanh đi tới đối năm người này bên trong đi ở trước nhất một người chắp tay nói sau đó lại đối mấy người khác nhẹ gật đầu cái này bị lý huyền thành vì trương sư người chính là người của phủ thành chủ là ung thành thành chủ tâm phúc thủ hạ hắn tại ung thành địa vị có thể nói là dưới một người trên vạn người lại thêm người này huyết khí tu vi kỳ cao đạt đến huyết khí như hồng hoàn cảnh bởi vậy chính là lý huyền thấy cũng phải ngoan ngoãn hành lễ không dám có chút khinh thường trương sư chắp tay đối lý huyền đáp lễ mở miệng nói Lý Quán Trưởng, trước đó xuất hiện kinh lôi, thành chủ mệnh chúng ta đến đây xem xét, người Hồng Phong Lâm đạo quán khoảng cách gần nhất, không biết nhưng có phát hiện gì. Lôi đình tại cái này huyền huyễn man hoang thế giới, có ý nghĩa không giống bình thường. Huống chi hôm nay xuất hiện lôi đình, là xét đánh lúc trời trong ruộng cạn kinh lôi, liền ngay cả ung thành thành chủ cái này đã mở ra đạo tàng người đều bị kinh động. Đương nhiên ngoại trừ Giang Xuyên mơ hồ đoán được cùng Hoang Cổ Thánh thể lần thứ nhất xuất hiện ở cái thế giới này có quan hệ, những người khác cũng không cảm kích. Lý Huyền lắc đầu, sấm vang một tiếng liền kết thúc, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua, ta cũng không biết cái này kinh ra kim gì mà tới. Lý Huyền, Trương sư không có ngoài ý muốn, Lý Huyền nếu là có phát hiện sẽ không còn ở nơi này chờ bọn hắn như thế dị lôi xuất hiện tại hồng phong sơn mạch hoặc là có dị bảo thần vật sinh ra hoặc là chính là đại yêu độ kiếp thất bại mặc kệ là loại nào tình huống đều hẳn là làm rõ ràng lý quán trưởng ngươi đối hồng phong sơn mạch tương đối quen thuộc làm phiền ngươi chuẩn bị một chút mang bọn ta đi vào xem xét tuy là giọng thương lượng nhưng là lý huyền nhưng không có phản bác đảm lượng tốt trương sư chờ một lát hồng phong sơn mạch chỗ sâu rất nguy hiểm chính là lý huyền loại này huyết khí như lô cao thủ tùy tiện cũng không dám xâm nhập nhưng lý huyền không có chối từ chính là trương sư không có mời hắn hắn cũng sẽ đi cùng như là trương sư nói xét đánh lúc trời trong hoặc là có dị bảo thần vật sinh ra hoặc là chính là đại yêu độ kiếp thất bại mặc kệ là loại tình huống kia tìm tới kinh lôi đầu nguồn tất nhiên sẽ thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt nói không chừng một bước lên trời, trực tiếp mở ra đạo tăng cũng có thể. Mà lại đến hắn cái tuổi này, trên tu hành muốn thu hoạch được cự đại đột phá, chỉ có mạo hiểm liều mạng. Chỉ chốc lát, Lý Hiên cõng một bao quần áo, cầm một thanh sáng như tiết trường đao đi trở về. Mấy người liếc nhau, lập tức không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp hướng Hồng Phong Sơn mạch đi vào trong đi giang xuyên bên này hắn đoán được lý huyền có thể sẽ cùng lý mục kể một ít đồ vật nhưng hắn không có đoán được lý ra có thể muốn ra một cái bái nhập phúc địa người tu hành thật muốn trở thành sự thật hắn tại ung thành chắc chắn nguy đã dư tài còn tại bô bô nói nhưng giang xuyên lại là cúi đầu nghĩ mình sự tình không thèm để ý cái này ăn nát mét dài lớn ra hòa kiểm chắc đến túc chủ mãnh liệt nguyện vọng, đại hoàng thiên hệ thống kích hoạt, hoang cổ thánh thể thể chất lục soát bên trong, hoang cổ thánh thể lục soát thất bại. Này phương thế giới cũng không tồn tại loại này thể chất, căn cứ túc chủ đối hoang cổ thánh thể lý giải, hoang cổ thánh thể sáng tạo bên trong, hoang cổ thánh thể phấn đấu cố gắng mục tiêu tạo ra. Trước mắt cụ hiện tiến độ 1% có trí ắt làm nên, Hoàng Thiên định không phụ, nỗ lực liền có hồi báo, nhìn túc chủ cố gắng nhiều hơn, sớm ngày thực hiện phấn đấu cố gắng mục tiêu. Mở ra hệ thống giao diện, Giang Xuyên một bên nhớ lại lúc trước nghe được kia vài câu thanh âm nhắc nhở, một bên phân tích đại hoàng thiên hệ thống công năng. Theo mấy câu nói đó ý tứ, chỉ cần ta phấn đấu, hoặc là nói chỉ cần ta cố gắng, mục tiêu của ta liền có thể thực hiện mặc kệ ta muốn hoặc là nói muốn thực hiện đồ vật ở cái thế giới này có phải là thật hay không thực tồn tại đại hoàng thiên hệ thống đều có thể căn cứ ta đối vật này đặc tính lý giải trống rỗng sáng tạo ra tới t giang xuyên hít vào khí lạnh bị hệ thống tác dụng rung động đến cái này đại hoàng thiên hệ thống cũng quá nghịch thiên thế mà trống rỗng đem hắn kiếp trước huyễn tưởng thế giới bên trong trí cường thể chất đều cho cụ hiện ra trên thế giới chuyện đáng sợ nhất không phải ngươi không đi phấn đấu không đi cố gắng đáng sợ nhất là ngươi đi phấn đấu đi cố gắng lại là đến cùng công dã tràng mà cái này nghịch thiên đại hoàng thiên hệ thống chỉ cần ngươi cố gắng phấn đấu hắn đều sẽ cho ngươi thực hiện dù là ngươi là tại hướng hư vô mờ mịt phương hướng cố gắng phấn đấu nỗ lực liền có hồi báo rất tốt rất cường đại đại hoàng thiên hệ thống túc chủ Giang xuyên tu vi, người bình thường phấn đấu mục tiêu một Hoàng cổ thánh thể, một phần trăm thể chất điểm. Không công pháp điểm, không va URL bằng Windows. Location, href Windows. Puppy Giới tác bằng Windows. Puppy Giới tác Windows. Puppy Giới tác, Us Zonet, 7254 x BGSSP 7254 U, URL, Linh Bảo Điểm không lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng, Giang Xuyên tiếp lấy hướng xuống phân tích. Phấn đấu mục tiêu 1. Hoàng cổ thánh thể, 1%. Nhìn ý tứ này, hẳn là không không chỉ có phấn đấu mục tiêu 1, còn có thể có phấn đấu mục tiêu 2, phấn đấu mục tiêu 3, thậm chí nhiều hơn. Rất tốt, hoang cổ thánh thể hiện tại chỉ là một phần trăm, muốn chờ hoang cổ thánh thể trở thành hoàn toàn thể, còn không biết phải chờ tới lúc nào mà lại muốn chân chính trưởng thành ở cái thế giới này tung hoành cũng không chỉ là có hoang cổ thánh thể là được bất quá những này đều không phải là trước mắt trọng yếu nhất trước mắt cấp thiết nhất là làm rõ ràng đại hoàng thiên hệ thống cái gọi là cố gắng phấn đấu là thế nào cái cố gắng phấn đấu pháp làm rõ ràng mặc kệ là hoang cổ thánh thể hay là cái khác mục tiêu mới có thể nhanh chóng thực hiện về phần cái khác thể chất điểm cùng công pháp điểm các thứ có thể về sau chậm rãi tìm tòi giang xuyên ngươi làm sao không nói chuyện với ta có phải hay không hôm nay ta nói ngươi tư chất giác rưởi ngươi tức giận dựa vào ngươi không có hẹp hòi như vậy a à, mà lại ta nói chính là sự thật muốn ta nói ngươi nên nhận mệnh tu hành thứ này cũng không phải cố gắng là được có đại ca ngươi tại không ai dám làm khó dễ ngươi dư tài như là một con ruồi một mực kiên trì không ngừng tại giang xuyên bên tai bay lên thanh âm của hắn rất có lực xuyên thấu chính là giang xuyên tập trung tinh thần suy nghĩ cũng không thoát khỏi được nơi này không phải địa phương sau khi về nhà lại làm rõ ràng cái gọi là cố gắng phấn đấu có ra hỏa này một mực quấy dày cũng nghĩ không ra cái như thế về sau giang xuyên bất đắc dĩ đành phải từ bỏ suy nghĩ sự tình nhìn về phía dư tài ta thật muốn một thanh bóp chết ngươi, nói nhiều như vậy, vậy ngươi và ta nói một chút thế giới này sự tình. Mặc dù có thân thể này ký ức, nhưng trong trí nhớ, với cái thế giới này miêu tả cũng không nhiều. Giang xuyên trước đó thân phận là cơ không no bụng cô nhi. Đối tự thân sinh tồn thế giới hiểu rõ, cơ bản không có. Liền ngay cả văn tự, cũng là khi tiến vào hồng phong lâm đạo quán về sau, mới xuất ra một chút tiền nhàn dỗi tìm đến nhân giáo ngoại trừ biết nơi này gọi tần quốc, tần quốc bên ngoài kêu cái gì hoàn toàn không biết nói. Dư tài không có để ý Giang Xuyên nói muốn bóp chết hắn, mà là nghi ngờ nhìn về phía Giang Xuyên. Nói cái gì, thế giới này có bao nhiêu nhân khẩu, lớn bao nhiêu diện tích, có bao nhiêu quốc gia các loại, người biết cái gì, liền cùng ta nói cái gì, Giang Xuyên giải thích. Dư tài sắc mặt một rực rỡ, có chút xấu hổ người vấn đề này đừng nói ta sợ là đã mở ra đạo tàng cao nhân đều trả lời không được ta đã từng nhìn qua một bản tạp ký nói tần quốc một cái tu sĩ vì làm rõ ràng thế giới này lớn bao nhiêu đối một cái phương hướng bay ba năm cũng không có bay đến thế giới cuối cùng người nói thế giới này lớn bao nhiêu tu sĩ ở cái thế giới này chỉ có mở ra đạo tàng người mới có thể được xưng là tu sĩ Giang Xuyên không thể tưởng tượng nổi, hắn không biết cái này tần quốc cái gọi là tu sĩ cụ thể tu vi cao bao nhiêu, tốc độ có bao nhanh. Nhưng nếu là phi hành, một giờ mấy chục cây số vẫn phải có đi. Theo mỗi giờ 30 km tính toán, chỉ cần không đến gần 2 tháng liền có thể quấn địa cầu một vòng. Nhưng bay 3 năm đều không có đem thế giới này bay mặc đơn giản không cách nào tưởng tượng đây là một cái cỡ nào khổng lồ thế giới tần quốc hạ hạt nhân khẩu có ít ức đông tây nam bắc tung hoành mấy ngàn cây số dạng này quốc gia tần quốc chung quanh có sáu cái gọi chung tần hán chi địa tần hán chi địa bên ngoài như là tần quốc thậm chí so tần quốc còn lớn hơn ta có thể để đạt được danh tự cơ hồ có trên trăm cái càng xa gọi không ra tên càng nhiều, người nói thế giới này lớn bao nhiêu, Giang Xuyên trong lòng không bình tĩnh, chỉ là tần quốc diện tích đều theo kịp hắn kiếp trước chỗ hoa hạ quốc. Mà thế giới như vậy, đã biết liền có mấy trăm, không biết còn không biết có bao nhiêu. Thế giới này nhân khẩu, sợ là muốn lấy triệu ức đến tính toán mới được nhân tộc ở cái thế giới này, chỉ là giọt nước trong biển cả, chúng ta chiếm cứ địa vực, mười không đủ một, càng nhiều vẫn là như là hồng phong sơn mạch rừng rậm cổ địa, hiểm địa tuyệt vực. Người nói thế giới này lớn bao nhiêu, dư tài lần nữa hỏi lại. Vậy thế giới này là đại lục vẫn là tinh cầu, người đây dù sao cũng nên biết đi. Đối với làm rõ ràng thế giới này bao lớn, có bao nhiêu nhân khẩu, Giang Xuyên đã không ôm hy vọng. Tóm lại rất lớn chính là ngôi sao gì cầu đại lục ta làm sao nghe không hiểu dư tài nghi hoặc giang xuyên không có giải thích hỏi nửa ngày tương đương với không có hỏi thất vọng phía dưới hắn tăng tốc hành tàu bộ pháp niệm niệm huynh là cầm vẫn là ngư nhà đầu ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưm ừ, tại sao